Vâng, thưa các bạn, từ ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5 thì đã chính thức bước vào giai đoạn lập hạ. Từ bây giờ trở đi thì thời tiết sẽ chuyển sang nắng nóng và nhiệt độ rất là cao. Trong những ngày nắng nóng như thế này thì người dân chúng ta sẽ có một cái cách giải nhiệt rất là đơn giản, đó là ăn các loại hoa quả có tính mát hay còn gọi là có tính hàn. Bởi vì từ trước đến nay theo dân gian, theo quan niệm dân gian thì có những cái loại hoa quả có tính hàn như thế thì sẽ giúp cơ thể giải nhiệt. Tuy nhiên là trên thực tế theo quan điểm của y học hiện đại thì việc một loại hoa quả có tính nóng hay tính mát hay không thì lại là một câu chuyện khác. Bên cạnh đó thì cái việc mà ăn hoa quả như thế nào cho đúng cách, ăn thế nào để cho có thể là giải nhiệt được cơ thể thì cũng là vấn đề mà tôi nghĩ là không phải là người dân nào cũng hiểu đúng. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ tiến sĩ Trương Hồng Sơn, là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Y học Ứng dụng. Thì bác sĩ Sơn với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng thì sẽ chia sẻ rõ hơn đến quý vị các bạn cách làm sao chúng ta có thể là ăn được hoa quả đúng cách. Một vấn đề nghe tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng mà theo nhiều chuyên gia thì không phải là người dân nào cũng hiểu rõ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, như chúng tôi đã nói ngay từ đầu chương trình thì đó là nhiều người vẫn cho rằng là các loại hoa quả có tính nóng thì sẽ tránh ăn trong mùa hè. Và những cái loại quả hoa quả mà có tính nóng này thì được người dân liệt kê ra rất là nhiều, ví dụ như là nhãn, vải, mít na. Thì thưa bác sĩ, không biết là cái quan điểm này có đúng hay không ạ? Vâng, đúng là về hoa quả thì nó có rất là nhiều các cái quan điểm, ví dụ quan điểm từ góc nhìn đông y chẳng hạn thì người ta sẽ chia ra làm là ví dụ như là các loại hoa quả có tính hàn, hoa quả có tính nhiệt, hoặc là hoa quả có tính ôn hoặc là tính bình đấy, như vậy. Thế thì ở cái đối với cả đông y thì người ta sẽ thấy rằng là các hoa quả có tính nhiệt đấy thì nó có thể nó gây ra một số cái ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thế còn lại thì có những cái trường phái khác, ví dụ như là cái trường phái của Nhật chẳng hạn, thì người ta sẽ tính theo cái hàm lượng về giữa tỷ lệ giữa kali và natri. Thế mà người ta chia ra là những cái loại có cái tỷ lệ kali và natri trên 5:1, tỷ lệ trên 5:1 được coi là những cái loại sản phẩm mà nó có thể nó tạo tính kiềm, và những cái loại hoa quả mà có cái tỷ lệ kali natri thấp hơn, tức là cái natri nó cao hơn ấy, thì người ta sẽ coi là những cái đấy nó cũng có thể nó gây ra tính axit. Ngoài ra thì nữa thì đối với cả về mặt dinh dưỡng hiện đại thì người ta không nhìn theo các khía cạnh hàn nhiệt, và người ta cũng không nhìn theo cái cạnh kia nữa, mà người ta nhìn theo cái cạnh là thành phần có cái lượng đường trong đấy nhiều đường hay là ít đường. Nếu mà nhiều đường thì người ta thấy rằng là cái đấy nó có thể ảnh hưởng liên quan đến một số các vấn đề về béo phì, hoặc là liên quan đến vấn đề về cao về năng lượng. Và những cái sản phẩm ít đường thì nó sẽ ít có nguy cơ hơn. Thì đấy là những cái quan điểm. Thế và vì vậy chúng tôi thấy rằng là chung quy lại thì hiện nay chúng ta có thể nhìn theo các vấn đề về gluco, có thể nhìn theo các vấn đề về kali natri hoặc các vấn đề về đông y. Không chỉ lo ngại về tính nóng đâu mà theo quan niệm dân gian và nhiều người dân vẫn còn nghĩ rằng là với những hoa quả mà có tính nóng, có nhiều vị ngọt như thế thì khi mà ăn vào thì sẽ bị mụn nhọt và rôm sảy. Và nguyên nhân gây ra tình trạng này đều là do việc mà chúng ta ăn những cái loại hoa quả như thế. Thì không biết cái quan điểm này hay là cái suy nghĩ này thì có đúng hay không ạ? Đúng là cũng có, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta dùng ở cái số lượng mà ít thì cái đấy nó không có ảnh hưởng. Và tất nhiên thì cái này nó cũng phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người nữa, không phải là tất cả người này cũng giống người khác. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là nếu người ta sử dụng quá nhiều thì ở đây nó có thể liên quan đến câu chuyện là tăng tính axit cũng như là tăng cái lượng gluco, và những cái đấy nó là tạo những môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn, và cũng vì vậy mà nó có thể nó tăng lên những vấn đề liên quan đến mụn nhọt. Vâng ạ, mùa hè thì cũng là thời điểm mà là mùa của rất nhiều loại hoa quả có vị ngọt, đặc biệt là nhãn, vải, rồi mít, rồi na. Thì không biết là việc ăn nhiều hoa quả có vị ngọt thì có gây tăng cân như việc mà chúng ta ăn những cái thực phẩm mà nhiều đường hay là nhiều tinh bột hay không ạ? Bởi vì tôi nghĩ là trên thực tế đọc nhiều người, đặc biệt là các chị em thì vẫn đang nghĩ là việc ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau quả thì sẽ không gây ra tăng cân, thừa cân, béo phì ạ. Nếu mà hoa quả mà ăn nhiều ấy thì có thể gây tăng cân. Vừa rồi ấy, chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều các bạn áp dụng các chế độ giảm cân đấy, và sau đấy thì các bạn nghĩ là các bạn có thể ăn hoa quả thoải mái. Thực ra thì không phải như vậy. Ví dụ như rau quả thì rau thì về cơ bản là năng lượng thấp, nhưng hoa quả thì không phải như vậy. Đặc biệt là các bạn thấy rằng là các loại hoa quả mà có vị ngọt thì cái lượng đường trong đấy nó cũng rất là cao. Chúng ta có thể lấy ví dụ như một quả chuối chẳng hạn, thì với ăn 2 quả chuối thôi thì nó mới tương đương với 1 bát cơm đầy đủ thức ăn rồi. Thế như vậy thì nếu mà ăn cái lượng ví dụ như là vải, nhãn với số lượng lớn ấy, thì cái lượng đường trong đấy cũng khá là cao,
và vì vậy nó cũng có thể góp phần là liên quan đến câu chuyện tăng cân. À, ngoài cái việc mà cho rằng ăn nhiều hoa quả là tốt thì nhiều gia đình, tôi nghĩ là đa số các gia đình thì đang có một thói quen đó là sử dụng các loại hoa quả để tráng miệng sau khi ăn, bởi vì họ nghĩ là như thế thì vừa là tốt cho hệ tiêu hóa và đặc biệt là sẽ hạn chế được những cái mùi của thức ăn trước đó. Thì thưa bác sĩ, không biết là việc mà ăn như vậy thì có tốt cho sức khỏe hay không, bởi vì tôi nhớ tôi đã từng đọc trên internet về những thông tin đó là việc mà ăn hoa quả ngay sau bữa ăn thì cũng nó không chỉ là không tốt mà còn có thể là gây ra những cái bất lợi cho sức khỏe ạ. Có những cái trường phái mà tranh cãi về việc ăn trước hay là sau bữa ăn, thì cái này nó thứ nhất ấy, là đối với người khỏe mạnh thì không có vấn đề gì, các bạn có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng đối với cả một số các người, ví dụ như là người suy dưỡng chẳng hạn, thì không nên ăn được trước bữa ăn, bởi vì là nếu ăn trước bữa ăn ấy, thì có thể nó tạo cảm giác đầy no và sau đấy nó không ăn được bữa chính và như vậy sẽ ảnh hưởng đến không thể tăng cân được. Hoặc là đối với cả người thừa cân béo phì chẳng hạn, thì chúng ta lại đề nghị là không nên ăn sau bữa ăn, bởi vì nếu ăn sau bữa ăn đã bữa chính rồi xong lại đưa tiếp vào hoa quả vào, nó cũng tạo ra một cái thêm về năng lượng. Và thường đối với người thừa cân béo phì lại đưa về bữa trước bữa ăn bằng thức ăn không quá ngọt, thì có thể nó chiếm cái vị trí dạ dày và sau đấy thì có thể nó giảm một cái khối lượng ăn bữa chính. Thế cái còn lại thì đối với cả những cái người khỏe mạnh ấy, hoặc là đối với những cái đối tượng khác, thì hiện nay cái lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng ấy là không nhất thiết phải đưa vào các bữa ăn, và chúng ta có thể đưa vào các bữa phụ, tức là nằm giữa các bữa ăn, giữa buổi sáng, giữa buổi chiều thì chúng ta có thể sử dụng hoa quả, đấy là điều tốt nhất. Vâng, cách đây ít ngày thì có một vài thông tin nhắc đến một cụ ông. Người này thì bị bệnh thận và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê do trước đó đã ăn 4 quả khế chua. Thì thưa bác sĩ, không biết là tại sao lại có tình trạng như vậy và liệu có phải là có những loại hoa quả mà với những người mắc bệnh thì nên tuyệt đối tránh xa hay không ạ? Có một số các loại hoa quả, ví dụ như là các hoa quả liên quan đến có tính axit cao chẳng hạn, thì người ta sẽ tính vị chua nhiều đấy, thì người ta sẽ hạn chế những người đau dạ dày. Thế còn lại thì một số các loại hoa quả mà có lượng đường rất là cao chẳng hạn, thì những người mà bị tiểu đường người ta cũng nên hạn chế, bởi vì tránh những cái tình trạng là gây ra những cái vấn đề về tăng cái đường huyết một cái đột ngột. Đấy, còn lại về cơ bản ấy, các loại thực phẩm thì nó là an toàn. Thế chúng chứ không có những cái thông tin giật cân thì kiểu ăn cái nào có thể gây ngộ độc hoặc là gây cấp cứu ở những cái này khác, trừ khi nó là ngộ độc thực phẩm. Tôi được biết là hiện nay thì cái việc mà nhắc đến cái vấn đề mà ăn hoa quả như thế nào, tôi nghĩ là nhiều người sẽ cho rằng một vấn đề đơn giản như thế chúng ta đề cập đến làm gì. Tuy nhiên là thưa bác sĩ, không biết là với tư cách là một chuyên gia về dinh dưỡng, một bác sĩ về dinh dưỡng thì không biết là bác sĩ đánh giá như thế nào về cái mức độ hiểu biết của người dân Việt Nam về cái việc mà chúng ta ăn hoa quả làm sao cho đúng cách và đặc biệt là ăn thế nào để tốt cho sức khỏe ạ? Cái đối với vấn đề về sử dụng hoa quả ấy, thì các kiến thức của chúng ta hiện nay chúng ta cũng còn không nhiều. Ví dụ chúng ta biết là ngay cái rau hoa quả chẳng hạn, thì hiện nay các khuyến nghị của Y tế Thế giới ấy, thì tối thiểu là 5 phần. 5 phần ở đây thì cứ mỗi phần đối với người lớn ấy, thì được tính là tương đương với khoảng cỡ khoảng là 80 gram. Như vậy 5 phần là khoảng cỡ khoảng từ 350 đến 400 gram. Thế còn đối với trẻ em thì cứ một phần thì tương đương với cả một cái lòng bàn tay của trẻ. Thế nhưng mà hiện nay thì trên thế giới thì các cái trường phái người ta hiện nay người ta đã có điều chỉnh. Ví dụ người ta ở một số nước, ví dụ như Nhật Bản, Canada thì người ta không khuyến nghị 5 phần nữa mà người ta đã đẩy lên là cố gắng ăn được 7 đến 8 phần. Và như vậy thì nó sẽ đẩy lên cái khối lượng thậm chí lên khoảng 600 700 gram một ngày. Và trong cái rau quả ấy, thì không phải là tương đương nhau. Và người ta sẽ xếp rằng là cái phần rau thì sẽ nhiều hơn, thường thì khoảng 2 phần 3 đến 3 phần 4, còn lại là cái phần quả. Rồi trong phần quả thì lại phải ưu tiên những cái phần quả ít ngọt. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là các kiến thức về rau quả thì còn phải rất bổ sung rất nhiều. Còn đi sâu hơn nữa chúng ta lại còn phải xem rằng loại quả nào nó cung cấp cái nào. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta cần phải đa dạng. Và cái đa dạng đầu tiên ấy là chúng ta nhìn màu sắc. Các hoa quả hiện nay các kiến thức về về giáo dục về dinh dưỡng ấy, hoa quả ấy, thì người ta chia rằng 5 cấp độ: màu đỏ này, màu vàng này, màu xanh thẫm và màu trắng hoặc màu sáng. Như vậy thì cứ mỗi loại quả đấy nó sẽ cung cấp các cái loại vitamin khác nhau, và đặc biệt là nữa thì nó có thể khi chúng ta ăn một cách rất là đa dạng như vậy thì nó tạo ra cái sự đầy đủ về tất cả các vitamin và khoáng chất. Vâng ạ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn một chút đến khán giả là chúng ta nên ăn hoa quả vào thời điểm nào trong ngày và ăn với lượng ra sao thì sẽ thích hợp nhất và tốt nhất cho sức khỏe ạ?
Cái khuyến nghị của chúng tôi là thứ nhất là nó phải đảm bảo về cái vệ sinh toàn thực phẩm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta trong các loại hoa quả ấy, thì chúng ta cố gắng là đẩy cái khối lượng của cái lượng rau lên, và lượng quả thì cũng được ăn với mức kiểm soát. Đồng thời thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề cần phải ăn rất đa dạng, cả đối với rau và quả cần phải đa dạng, đảm bảo được khối lượng, đảm bảo được chất lượng và đảm bảo được tính đa dạng. Đấy là một trong những lời khuyên rất là cơ bản. Còn về cái thời gian ăn hoa quả ạ? Vâng, thời gian ăn hoa quả thì theo chúng tôi nên sắp xếp vào các bữa phụ, tức là giữa các bữa chính, ví dụ như giữa buổi sáng, giữa buổi chiều. Đấy. Và cái buổi tối thì chúng ta không nên ăn sát quá giờ đi ngủ, thường thì ít nhất phải trước 1 đến 2 tiếng trước khi chúng ta lên giường. Vâng ạ, đó là những nguyên tắc để chúng ta có thể là ăn hoa quả tốt sức khỏe. Và trong những cái nguyên tắc vừa rồi bác sĩ có nói đến thì tôi được biết là cái nguyên tắc đầu tiên quan trọng nhất đó là chúng ta chọn được hoa quả an toàn. Vậy thì không biết thưa bác sĩ, từ kinh nghiệm của mình thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn đến khán giả là với những loại hoa quả như thế nào là an toàn, làm thế nào chúng ta chọn được hoa quả an toàn ạ? Với rau quả thì chúng ta chọn thứ nhất là chúng ta dựa vào cái độ tươi của nó. Thứ hai nữa là chúng ta phải chọn ở những cái cố gắng là chọn ở những cơ sở cung cấp nó có uy tín. Thứ ba nữa là chúng ta cách bảo quản, chúng ta phải quan tâm đến cách bảo quản. Cách bảo quản ở đây thì nó sẽ bao gồm cả những cái bảo quản trong tủ lạnh như thế nào. Ví dụ rất là nhiều người sẽ không biết, mà về nhà ví dụ chẳng hạn làm các món dâu chẳng hạn, chúng ta sẽ bỏ cái cuộn đi và chúng ta bắt đầu rửa. Thì như vậy chúng ta thấy là khi chúng ta rửa ấy, thì lúc đầu tiên nó sẽ không sạch lắm và nó ngấm vào xong tất cả các cái cuộn đấy. Và vì vậy tất cả cái đấy đều được giáo dục và được phải được học. Để chúng ta biết lúc nào chúng ta sẽ rửa thế nào, cắt như thế nào, cho bảo quản trong tủ lạnh như thế nào, sử dụng như thế nào, tất cả những cái đấy là những cái đó. Còn cái thói quen mà người dân mình cứ hay ngâm muối, mình nghĩ là ngâm muối sạch hơn, thì không biết là nó có cái tác dụng gì trong việc mà làm sạch hoa quả? Vâng, đối với cả một số loại thực phẩm chúng ta có thể pha nước muối loãng. Và chúng ta biết rằng là một số loại hoa quả thì nó sẽ rất là tốt nếu mà chúng ta ăn cả vỏ. Ví dụ như táo chẳng hạn, những chất oxy hóa nó sẽ nằm ở vỏ. Thế thì muốn ăn được vỏ đấy thì một là cái thực phẩm đấy, nếu mà là thực phẩm đó là được trồng với một tiêu chuẩn, theo một cái chuẩn và đảm bảo được vệ sinh thì là tốt nhất. Nhưng mà ngay cả đối với các thực phẩm khác thì chúng ta cần phải có những cái rửa sạch. Và rửa sạch ở đây thì người ta có thể là rửa sạch bằng nước muối pha loãng này, có thể phải rửa dưới dòng nước chảy, đấy là nguyên tắc như vậy. Sau đấy để ráo là có thể ăn được, để đảm bảo cái tính an toàn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trương Hồng Sơn thì chúng ta có thể thấy là ăn hoa quả một vấn đề nghe mà tưởng chừng rất là đơn giản nhưng mà không phải là ai cũng hiểu đúng và ăn đúng. Và tôi nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm những cái kinh nghiệm để có thể là trước hết là lựa chọn được thực phẩm, lựa chọn được những loại hoa quả tươi ngon, và thứ hai nữa là ăn đúng để có thể là tận dụng được những cái lợi ích của hoa quả đối với sức khỏe.